Rồi nè các bạn ơi, giờ mình nêm nếm thêm mắm thì nó đã mặn sẵn rồi thì mình chỉ nêm hạt nêm thôi nha. Giờ mình nêm vô là cà phê hạt nêm ha, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nha, mình nửa muỗng đường, nếu mà mình ăn cho nó hạ độ mặn xuống chút nha cả nhà. Rồi rắc tiêu vô. Đẹp cái đi. Nè, lật mấy cọng bông súng mình để lên luôn nha cả nhà. Đồng quê có nhiêu đây thôi, tai tượng, chú chát, rồi bông súng với rau vít cá với rau má, có nhiêu đó nha cả nhà ơi. Rồi, cơm mắm chưng của tụi mình đã chưng xong rồi cả nhà ơi, ngon lắm nè. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn mắm với chú cháu mình nha. Mấy giờ rồi mấy đứa? Coi mấy giờ rồi? 11 giờ. À tới giờ cơm rồi nè. Giờ bữa nay mình ăn cơm với gì đây mấy đứa ơi? Ăn cơm gì con? Bo ăn mắm được không? Con ăn mắm được không? Được. Đứng lên, ăn mắm được không? Được. Vậy hôm nay mình nấu cái món mắm chưng hột vịt nha. Rồi bắt đầu giờ chú với Thư làm thịt với ra bầm thịt đồ trộn trứng rồi Ngân đi cắt rau nha. Dạ. Rồi ăn món mắm thì phải có rau nhưng mà phải rau đồng mới ngon nha các bạn ơi. Ở vườn mình có vài tay tay tượng nè, giờ cắt tay tượng nha. Có mấy cái bông bông súng nè, rồi mình bẻ luôn cái này ăn mắm là cũng ngon lắm nha các bạn. Bên cạnh đó có vài cọng rau má thôi, mình hái luôn nha các nhà ơi. Hòa thêm vài cọng rau diếp cá luôn nha. Mùa mưa này rau diếp cá mọc xanh tươi tốt luôn. Đâu có chú đi bẻ ta. Chú già mình có không bà nội? Gì? Chú già. Xin chào các bạn nha. Buổi chuẩn bị để làm món mắm chưng hột vịt của tụi mình chỉ có như đây thôi nha. Đây là bịch mắm cá linh mình mua rồi nè, mua ngoài chợ mắm rất là thơm nha cả nhà. Rồi đây là núm mọc nha. Rồi mình sẽ xắt nhuyễn trộn vô để ăn cho nó giòn nó ngon hơn nha cả nhà. Với một củ hành. Với mấy tép gốc hành nha, mấy gốc hành với mấy trái ớt. Rồi bốn cái trứng đặng mình trộn vô cho nó ngon nữa nha cả nhà. Và một miếng thịt, một chút mình xắt mình trộn vô nữa nha. Rồi nguyên liệu chỉ có nhiêu đó, giờ bắt đầu làm thôi ạ. Mọc ra đi sắc mỏng mỏng á, để hồi mình trộn vô cho nó ngon nha. Rồi, đang nghe nhà ơi. Rồi. Theo chú sắc, chú cháu mình bữa nay làm cái nồi mắm cho nó ngon nha. Dạ. Rồi, miếng nhỏ nhỏ ra. Để hồi mình xay nha, mình bỏ vô. Mình bỏ thịt heo này vô chung với mắm mình xay nhuyễn ra rồi mình hấp. Làm có tô mắm chưng mà nguyên gia đình làm rất là công phu nha cả nhà, hy vọng là sẽ ăn ngon nha.
Rồi chuẩn bị gia vị đó xong. Rồi cái đó là gia vị. Rồi tắt chụp hình. Rồi mắm mình sẽ bỏ vô cái cối thai sai nha cả nhà ơi. À, cái này thì có nhiều cách làm nha, nhiều người có một số người thì nấu, một số người thì bầm, nhưng mà mình bỏ vô cối mình sai cho nó mau nha cả nhà. Bây giờ mình đập hột vịt, mình lấy chồng đỏ mình bỏ vô nữa nha. Dòng cô gái 18 lấy chồng đỏ nè cả nhà. Đổ chồng trắng ra để chồng đỏ vô. Chà hay vậy. Wow. Thiệt nha. Có người người ta cũng ăn luôn chồng trắng, người ta để chồng trắng vô người ta trộn, nhưng mà mình đi mình mua trứng hơi nhiều nên mình lấy chồng đỏ thôi nha các bạn ơi. À, mình để riêng một trứng đây, một hồi mình để lên lớp mặt nha. Với lại trứng. Rồi xong. Rồi mình bỏ thịt vô mình xay chung luôn nha cả nhà. Cho nó đều. Chưa trơn, giờ thấy thơm nước mũi rồi đó, giờ là cái bụng nó kêu ọt ọt rồi đó nha. Này cái cối xay cho nó mau nha cả nhà ơi, chứ mình bầm thì nó hơi lâu mà nó cũng không nhuyễn bằng. Giờ mình xay vậy thì nó sẽ nhuyễn xương luôn. Đây là thành quả của mình xay xong đây nha cả nhà ơi, nhìn ngon chưa. Rồi khi mình đã xay xong rồi nha cả nhà, thì giờ mình đổ vô tô nha, rồi mình đem đi chưng thôi. Nó nhuyễn nó ngon cái nè. Rồi giờ mình bỏ nấm mọc vô nha, với hành vô mình trộn chung, mấy cái cụm lại. Rồi nè các bạn ơi, giờ mình nêm nếm thêm. Mắm thì nó đã mặn sẵn rồi thì mình chỉ nêm hạt nêm thôi nha. Giờ mình nêm vô một chút hạt nêm. Một muỗng đi. Một muỗng cà phê hạt nêm ha. Rồi một miếng bột ngọt. Một phần tư muỗng cà phê bột ngọt nha. Rồi mình trộn đều lên nha cả nhà ơi. Rồi mình nửa muỗng đường. Nếu mà mình ăn cho nó hạ độ mặn xuống chút nha cả nhà. Rồi gắt tiêu vô. Rồi giờ mình trộn đều lên nha. Quá wow, ngon quá nè. Hết mùi luôn rồi. Có tiêu vô ăn cho nó cay, nó ấm các bạn. Ớt là nó chín lên là chính. Mà nói chứ giờ đói bụng rồi, thường thường là 11 giờ ăn mà giờ làm cái món này tới 12 giờ rồi đó nghe cả nhà ơi. Đó, rồi giờ mình đem đi chưng nha các bạn ơi. Cho hết mẹ. Dỡ cái nắp lên. Dỡ cái nắp lên, dỡ cái nắp lên. Gì vậy? Trời ơi. Rồi bỏ cái tô mắm vô. Rồi để nắp lại. Quá trình nấu tô mắm mà huy động nguyên gia đình nha. Nguyên một tiểu đội.
Sao chưa? Giờ chín rồi đó, giờ mình dở nắp ra. Rồi bỏ trứng vô đi, bỏ lòng đỏ trứng vô, mình chét lên mặt cho nó đẹp. Chét đều ra cho nó... cho nó vàng. Rồi. Rồi đậy nắp lại khoảng 5 phút nữa nghe các bạn ơi. Rồi sắp được ăn rồi. Ăn mắm thì đồng quê thì chỉ có rau ở ngoài vườn với chuối chát sắc là đúng sách luôn nha cả nhà. Lấy tay anh đẹp cái đi. Chuối chát này mà để nguyên trái về chấm vô là hết sảy luôn nha cả nhà ơi. Lọc vỏ sơ sơ về mình chấm nguyên trái vô là không thấy đường về luôn. Wow, vàng ươm. Chín rồi đó cả nhà ơi. Giờ là chuẩn bị ăn thôi. Rồi mình lật mấy cọng bông súng mình để lên luôn nha cả nhà. Đồng quê có nhiêu đây thôi. Tai tượng, chuối chát, rồi bông súng với rau vít cá với rau má, có nhiều đó nha cả nhà ơi. Ơi, cơm mắm chưng của tụi mình đã chưng xong rồi cả nhà ơi, ngon lắm nè. Bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn mắm với chú cháu mình nha. Rồi, cái mắm lên, múc mắm lên. Mắm này mà ăn với chuối là ngon luôn nè. Giờ các bạn dòm mình ăn nè nha. Đó, để vô nguyên trái chuối. Đó, vậy nè, để vô ăn. Ngon. Trời ơi, ngon thiệt luôn á. Hơi biết lắm. Đây, bảy mấy cái ớt lên. Tôi rồi nãy chưa có để ớt lên nguyên trái nữa. Cách đó là cách thứ nhất, còn cách thứ hai nữa là mình lấy cái miếng chuối này rồi mình chấm vô, chấm cho dính thiệt và nhiều mắm vô nha. Đó. Rồi mình để vô miệng ăn. Đó, ngon không? Ngon không? Ăn coi luôn. Rồi để con rau vô ăn. Ấy đều ấy vô ăn không gấp lơ ăn ấy. Sao lấy phần trứng xong rồi. Rồi để lên miệng ăn. Ăn không? Ăn trứng không? Ăn cái này coi chừng bị nhức nách nha cả nhà ơi. Sao bị nhức nách? Trứng tôi ăn được. Hồi nãy là ăn không hết tô cơm. Vậy là còn đói hả? Còn đói hả? Nãy là ăn cũng ngon. Ăn với con cút á. Con cút kìa. Hồi nãy ăn cùng với con cút. Nói chứ mấy ngày này mà ăn cơm với mắm chưng này là ngon lắm các bạn ơi, rau. Ở quê không có tiền thôi chứ còn rau rác đồ, những cái gì mà ở ngoài vườn có là đầy đầy hương vị của miền quê miền Tây luôn nha các bạn. Chuối chát rồi tay tượng rồi. Này Như Như, bớt cho chú chén cơm nữa đi con. Ủa? Hết cơm luôn hả? Hết cơm rồi. Rồi ngon quá, trứng con nhóc ngon hết cơm luôn rồi các bạn ơi. Quá ngon luôn. Cái này là ăn nhiều hết cơm.
Các bạn ơi, món mắm ngon quá nên ăn thiếu cơm luôn rồi đó nha. Ăn hết cơm luôn rồi. Giờ phải đi nấu nồi cơm khác thôi nha. Thôi chào các bạn nha. Cái buổi sáng của chú cháu mình nấu cái món mắm chưng hột vịt ăn cơm đến đây là hết nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Hẹn gặp lại video sau ạ. Mưa luôn rồi. Mưa rồi kìa. Chạy à. Rồi xích đây cho. Đó kìa. Tính thấy không? Thấy hết không? Mình khóc nữa đó, mình đừng thấy rồi, thấy xong rồi. Rồi. Đang quay rồi đó. Thịt kìa. Trời ơi, vậy mà đổ nãy giờ thấy hết trơn thịt. Còn sót nhóc luôn. Thiệt tình chứ. Gấp vô hết mới được. Đã 20 khúc rồi các bạn ơi, giờ dở nắp ra như. Cuối cùng thất bại. Chúng ta mở cho cái con hỏi ấy lên trên. Mời cắt khúc này đi. Trồng trắng luôn. Sao lấy phần trứng không? Rồi để nguyện. Ăn cái này coi chừng bị nhức nách nha cả nhà ơi.